which is that we're gonna drive through after leaving Baltimore all the way to Haifa. A beautiful view. Xe bus sẽ đưa chúng ta lên đó và chúng ta sẽ dừng lễ trên đó để cùng nó dẫn chơi nên đi bộ. Những người nào mà còn không đi bộ thì không có chỗ đợi dưới này không công thanh lễ à. Nhưng mà thực sự thì chúng ta đến đó dừng lễ trên đó và lên đó chúng ta sẽ có cái view rất là đẹp từ trên đỉnh núi nhìn xuống cái thung lũng xanh. Lang thang đi chụp hình mà quên mất cái ý nghĩa của hành hương. Hành hương là mình không phải là du lịch nhưng mà hành hương. Okay guys.